Chúng ta đều đã biết lịch sử Singapore với tư cách là một quốc gia độc lập không dài bằng nhiều nước khác. Quốc gia này chỉ mới thành lập vào ngày 9 tháng 8 năm 1965, chưa tới 60 năm trước, một cách không đúng ý nguyện của mình. Tuy nhiên, nếu bạn hỏi đâu là quốc gia có mức sống cao nhất ở Đông Nam Á, hầu như tất cả mọi người đều chung một câu trả lời, đó chính là Singapore. Sự giàu có về kinh tế và sức mạnh quân sự của đảo quốc sư tử không phải là hữu danh vô thực. Khi cho tới thời điểm hiện tại, đất nước này vẫn đang ảnh hưởng rất mạnh tới mọi mặt của Đông Nam Á nói riêng và cả châu Á nói chung. Thậm chí, chưa một quốc gia nào xâm chiếm mảnh đất này. Tại sao một vùng đất có diện tích nhỏ hơn cả thành phố Hồ Chí Minh lại có được sự thần kỳ như vậy? Đó tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên mà có một nhân tố vô cùng quan trọng góp phần tạo nên điều này. Xuyên suốt lịch sử của thế giới, địa chính trị luôn là yếu tố ảnh hưởng vô cùng quan trọng. Tuy không phải là tất cả, địa lý góp phần không nhỏ hình thành nên lịch sử, tính cách dân tộc. Ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về địa lý Singapore đã tạo nên lịch sử quốc gia này, một vùng đất nhỏ bé nhưng giàu có như thế nào nhé. Chào mừng đến với Battle Cry khám phá. Địa lý tự nhiên, món quà không trọn vẹn cho Singapore. Singapore là một đảo quốc nằm ở Đông Nam Á, giữa vịnh Bengal và Biển Đông, gồm một đảo chính và nhiều đảo nhỏ hơn. Đảo chính có diện tích khoảng 718,3 km², nhỏ hơn cả diện tích của thủ đô Hà Nội, với độ cao trung bình là 15m so với mực nước biển. Quốc gia này nằm cách bờ biển phía nam của Malaysia khoảng 137 km và bờ biển phía đông của Sumatra, Indonesia khoảng 45 km. Singapore có khí hậu nhiệt đới ẩm với nhiệt độ trung bình hàng năm là khoảng 27 độ C và lượng mưa phân bố đều trong cả năm. Các nguồn nước chính trong đất nước này bao gồm các con sông nhỏ, hồ và đường bờ biển. Về căn bản, khí hậu cũng khá thích hợp cho con người sinh sống. Tuy nhiên, quốc gia này không có nguồn nước ngầm đáng kể nên đã phải nhập khẩu nước từ Malaysia. Singapore là một trong những quốc gia có mật độ dân số cao nhất thế giới, với hơn 5,6 triệu người sống trên một diện tích nhỏ hẹp. Đây là một trong những tài nguyên quý giá nhất của Singapore, thế nhưng cũng đồng nghĩa với nhiều áp lực đối với không gian sống, môi trường và xã hội của người dân. Dân đông, đất ít, khí hậu nhiệt đới nhưng thiếu nước chính là những nghịch lý hiển hiện trên đất nước Singapore từ những ngày xa xưa. Nhưng rốt cuộc, người dân Singapore đã biến nghịch cảnh thành sức mạnh, đưa một quốc đảo nhỏ bé trở thành một trong bốn con rồng của châu Á. Kể từ khi nước Cộng hòa Singapore được thành lập, họ chỉ có một hòn đảo nhỏ. Vào thời điểm này, khu vực xung quanh đã ổn định, nên chuyện muốn mở rộng lãnh thổ, xâm lược các quốc gia khác nhỏ yếu hơn, vốn dĩ là chuyện không tưởng. Tuy nhiên, chuyện này căn bản thì cũng không cần thiết. Khi mà hòn đảo này tuy nhỏ, nhưng vị trí địa lý của nó thì lại là một món quà vô cùng quý giá. Đảo quốc Singapore nằm giữa Malaysia và Indonesia. Vị trí địa lý của Singapore đã ảnh hưởng đáng kể đến lịch sử và phát triển của quốc gia này. Với vị trí nằm ở trung tâm của khu vực Đông Nam Á, Singapore là một điểm giao thương và trung chuyển quan trọng giữa các quốc gia và vùng lãnh thổ lân cận. Thực sự là nếu diện tích của Singapore lớn hơn một chút, có nhiều tài nguyên hơn một chút, thì quốc gia này hoàn toàn có thể bước lên hàng cường quốc khu vực. Tuy nhiên, lịch sử thì lại không có chữ nếu. Dù vậy, tuy không có nhiều tài nguyên, địa lý của vùng đất này cũng đã ban cho nó nhiều thứ mà các quốc gia khác phải thèm khát. Nó đã giúp tạo nên một quốc gia giàu có bậc nhất hiện tại, dù sở hữu một diện tích nhỏ bé tới mức đáng ngạc nhiên và không có bất kỳ một tài nguyên đáng kể nào. Vậy thì chính xác, nó là thứ gì? Rốt cuộc thì địa lý đã dành cho đất nước Singapore những đặc ân như thế nào để họ trở nên giàu có như vậy? Vậy thì Battle Cry có một câu hỏi nhỏ dành cho các bạn. Các bạn hãy thử tưởng tượng xem nếu tàu thuyền từ Ấn Độ Dương tới Biển Đông hay ngược lại mà không đi qua Singapore thì họ sẽ đi đâu? Liệu có tuyến đường nào tiết kiệm chi phí hơn không? Hãy cùng suy nghĩ và tìm câu trả lời nhé! Thực tế, dù không có một vùng lãnh thổ rộng lớn, Singapore có một thứ mà nhiều vùng đất khác không có được, chính là vị trí đắc địa có 102. Hãy nhìn vào bản đồ, quốc đảo này chính là một chỗ trú ẩn an toàn cho các thuyền buôn đi vào khu vực Biển Đông và ngược lại mà không nơi nào thay thế được. Nếu không đi qua Singapore, các thuyền buôn sẽ phải ghé vào Miến Điện
hay đi vòng qua các đảo lớn của Indonesia. Và cho dù đi theo hướng nào thì cũng quá tốn thời gian. Do đó, việc đi qua hòn đảo này chính là phương án tiết kiệm nhất. Và cũng vì lẽ đó, địa lý đã ban cho hòn đảo này một món quà mà không quốc gia nào có được. Để hiểu rõ hơn, hãy cùng phân tích địa lý quốc gia này từ trong lịch sử. Bạn có biết rằng Singapore đã trở thành một trọng tâm thương mại từ khi nào không? Trên thực tế, nó đã trở thành một khu thương mại quan trọng từ thế kỷ thứ 14, khi đó là một trạm dừng chân cho các tàu thuyền đánh cá và thuyền buôn của người Malaysia và Indonesia. Sau đó thì Singapore đã trở thành một trạm dừng chân cho các tàu buôn lậu và vận chuyển hàng hóa giữa Trung Quốc và Ấn Độ. Do không có diện tích lãnh thổ đủ lớn và đất đai mỏ mỡ nhằm phục vụ canh tác nông nghiệp, tại khu vực mà ngày nay là Singapore, không hình thành một cộng đồng dân cư đủ lớn để hình thành nên một quốc gia có tính dân tộc cao như các nước khác trong khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, cũng chính vì vị trí địa lý thuận lợi đã làm cho nó luôn trở thành mục tiêu cần chinh phạt của các thế lực hùng mạnh trong khu vực. Với vị trí địa lý của mình, Singapore đã trở thành một địa điểm lý tưởng để các thương nhân đến và giao dịch với nhau. Khi người Anh Thomas Stamford Raffles tới đây vào năm 1819, ông đã nhận ra tiềm năng của Singapore là một cảng nước sâu và một trạm dừng chân quan trọng trên tuyến đường từ Ấn Độ đến Trung Quốc. Người này đã thành lập một trạm cảng tại Singapore và đưa nó vào quản lý công ty Đông Ấn của Anh. Nó cũng đánh dấu giai đoạn mà đảo quốc sư tử đã bước vào giai đoạn hiện đại, tạo nên đảo quốc sư tử ngày nay. Trong thời gian cai trị của Anh, Singapore đã trở thành một trung tâm thương mại quan trọng. Với vị trí địa lý của nó, hòn đảo này đã được sử dụng làm trung tâm để vận chuyển hàng hóa và đưa chúng vào các thị trường khác nhau trong khu vực Đông Nam Á. Nó đã trở thành một cảng đón đầu cho ngành công nghiệp hải thủy và các tàu thuyền từ khắp nơi ở khu vực này đều đến Singapore để giao dịch. Chính xác, từ thế kỷ thứ 19 hay thậm chí là từ trước đó, Singapore đã là một trung tâm thương mại hàng đầu châu Á. Mức độ phát triển là rõ ràng vượt xa Thành Gia Định hay Sài Gòn, kể cả khi mà nó về tay của người Pháp. Càng không có chuyện Singapore là một làng chài, trong khi đó đã là một trong những trung tâm thương mại hàng đầu của châu Á. Câu chuyện này chỉ là lời đồn đoán hoàn toàn không hề có căn cứ hay dẫn chứng lịch sử. Trong Thế chiến 2, giống như nhiều thuộc địa của phương Tây, nó đã rơi vào tay của người Nhật. Quân Nhật đã tiến hành rất nhiều vụ thảm sát vào cộng đồng người Hoa do họ ủng hộ phong trào kháng chiến của Trung Quốc. Sau khi giành độc lập một cách ngoài ý muốn vào năm 1965 từ Liên bang Mã Lai, Singapore đã phải đối mặt với nhiều vấn đề khi thiếu hụt vô số tài nguyên để phát triển, xung đột giữa người Mã Lai và người Hoa. Dù vậy, thì vị trí địa lý chiến lược đã giúp hòn đảo này tiếp tục phát triển nhanh chóng và trở thành một trong những quốc gia giàu có và phát triển nhất thế giới. Vị trí địa lý của Singapore vẫn là một yếu tố quan trọng trong việc giúp quốc gia này phát triển kinh tế và trở thành một trung tâm tài chính và thương mại quốc tế. Dĩ nhiên, chúng ta cũng chưa bao giờ phủ nhận rằng Lý Quang Diệu là một nhà lãnh đạo tài năng. Ông đã nhận thức rất rõ vị trí địa lý của vùng này và phát huy nó tới mức tối đa. Ngoài lề một chút, ta còn phải kể đến sự dính dáng của Singapore tới chiến tranh Việt Nam và sự hỗ trợ cho với Khmer Đỏ cùng với nhiều hành động khác chống lại đất nước của chúng ta. Họ đã biết tận dụng vị trí địa lý của mình để kiếm được những số tiền khổng lồ từ nhiều sự kiện xảy ra trong khu vực, dù nó đến từ đau thương của một hay nhiều dân tộc khác. Cho tới nay, vẫn chưa có quốc gia nào dám đem quân xâm lược hay là chiếm lãnh thổ của đất nước này kể từ khi họ trở thành một đất nước độc lập vào năm 1965. Tại sao lại như vậy? Khi mà rõ ràng là khác với Nhật Bản hay Mỹ, các vùng biển bao bọc quanh Singapore không hề khó vượt qua. Hơn nữa thì diện tích của hòn đảo này cũng quá nhỏ, không hề có chiều sâu chiến lược, dân số thì cũng không quá đông. Dĩ nhiên, nếu chỉ xét về vị trí địa lý hay địa hình thì có vẻ như là không được đầy đủ cho lắm. Đó là một câu chuyện dài mà chúng ta có thể tóm lược ở một số lý do. Đó là tiềm lực về kinh tế và quân sự. Với vị trí giao thương quan trọng và sự lãnh đạo sáng suốt của cha con Lý Hiển Long, đất nước này đã tận dụng tối đa vị trí địa lý của mình để phát triển kinh tế. Hiện tại, Singapore là một trong những quốc gia giàu có nhất thế giới, với GDP bình quân đầu người theo sức mua tương đương đứng hạng thứ 2 toàn cầu vào năm 2020. Đây được đánh giá là một trong những đất nước đáng sống nhất thế giới đối với giới siêu giàu. Người dân Singapore
sở hữu cuốn hộ chiếu quyền lực hạng 2 toàn cầu vào năm 2021. Trong đó thì từng nhiều lần vươn lên dẫn đầu thế giới, đứng hạng 1 thế giới trong báo cáo cạnh tranh toàn cầu năm 2019. Họ có nền kinh tế công nghiệp phát triển theo phân loại của IMF, VKB, CIA và Liên Hợp Quốc, đồng thời là quốc gia phát triển duy nhất ở khu vực Đông Nam Á. Như vậy, Singapore vừa là một quốc gia giàu có về tiền bạc, lại vừa có vị trí địa lý thuận lợi. Nếu như họ có thêm tài nguyên khoáng sản chỉ bằng một phần nhỏ của các quốc gia khác xung quanh, thì đảo quốc sư tử sẽ có thể vươn lên trở thành một cường quốc khu vực hoặc là của thế giới. Dù vậy, thì chỉ bằng sự giàu có của mình, Singapore đã xây dựng được một lực lượng vũ trang đủ mạnh để bảo vệ vùng đất nhỏ bé nhưng có giá trị cực kỳ quan trọng này. Nó buộc đảo quốc sư tử phải liên tục đầu tư cải tiến để không ngừng cải tiến lực lượng vũ trang, bởi ưu thế về công nghệ là cách duy nhất để họ có thể bảo vệ đất nước khi các quốc gia xung quanh chỉ cần dùng một lực lượng nhỏ của mình là đã có thể đông quân hơn toàn bộ đội quân của đảo quốc sư tử. Ngân sách quốc phòng của Singapore hiện nay là 10,58 tỷ đô, chiếm khoảng 5% GDP. Với công nghệ hiện đại, nhất là hệ thống vệ tinh, Singapore dễ dàng phát hiện ra các mối đe dọa khi nó di chuyển vào lãnh thổ đất liền của mình. Kể cả khi tới đất liền, thì cuộc xâm lược cũng sẽ gặp muôn vàn khó khăn do mức độ đô thị hóa cực cao của đất nước này, buộc quân xâm lược sẽ phải chiến đấu trong môi trường đô thị. Vô hình chung, người Singapore đã biến bất lợi về địa lý, diện tích nhỏ hẹp thành thuận lợi khi đô thị hóa hoàn toàn đất nước. Và quan trọng nhất, Singapore quá giàu và mạnh, không khác gì một Hoa Kỳ mini. Với nền quân sự hiện đại, quốc gia này có thể đánh bại bất kỳ một đạo quân xâm lược nào. Địa lý tạo nên quốc gia đặc biệt. Ngoài ra, do cộng đồng phức tạp, sinh sống trên một vùng đất nhỏ hẹp, nên cách thức mà Lý Quang Diệu, sau này là con trai của ông Lý Hiển Long, quản lý vùng đất này là rất khác biệt. Dù chịu ảnh hưởng mạnh từ phương Tây, nhưng phương pháp quản lý của gia tộc họ Lý, nói theo cách Mỹ, hay nói là độc tài, thiếu dân chủ, vi phạm nhân quyền. Ở Singapore, người ta vẫn còn dùng hình phạt đánh bằng roi với người vi phạm. Biểu tình nơi công cộng thì sẽ bị cấm mà không có sự cho phép của cảnh sát. Quyền tự do ngôn luận cũng bị hạn chế. Cha con Lý Quang Diệu luôn bị cáo buộc là gia đình trị, ngạo mạn, chuyên quyền, đàn áp đảng đối lập, dùng quyền lực bỏ tù đối thủ chính trị. Thậm chí là có tin đồn Lý Hiển Long còn dọn đường cho con trai, cháu nội của Lý Quang Diệu sẽ kế nhiệm mình. Tuy nhiên, những điều này không phải vì lãnh đạo đất nước này thích, mà là vì không còn cách nào khác. Như đã nói ở trên, diện tích Singapore quá nhỏ, họ thiếu thốn các loại tài nguyên quan trọng và cả các tài nguyên cơ bản như nước hay cát, trong khi cộng đồng dân cư thì lại quá phức tạp. Do đó, một khi sử dụng mô hình dân chủ kiểu Mỹ hay một số nước châu Âu nào đó, thì cả hòn đảo này sẽ loạn lên ngay, hay thậm chí là sẽ sụp đổ hoàn toàn. Và để có thể sử dụng hiệu quả món quà của địa lý giúp quốc gia phát triển thịnh vượng, sự độc tài cùng các luật pháp có phần hà khắc sẽ là điều cần thiết. Nếu là một quốc gia đối nghịch với Mỹ, Singapore có khả năng sẽ tàn nát lập tức. Tuy nhiên, nhờ là đồng minh của Hoa Kỳ, đất nước này vẫn bình yên. Nhờ vào địa lý và chính sách thích hợp của chính phủ, giao thương ở đảo quốc này đã phát triển rất mạnh. Số lượng tàu cập cảng Singapore vào tháng 7 năm 2021 tới 7.246 tàu qua cảng Singapore, giảm có 1 tàu so với tháng 6 năm 2021 và tăng 68 tàu so với cùng tháng năm 2020. Bước sang đầu năm 2022, Singapore tiếp tục được trao ngôi vị hàng đầu về cảng trung chuyển container, với lượng container trung chuyển qua đây tăng lên mức kỷ lục là 37,5 triệu TEU, với 1 TEU bằng 1 container 20 feet. Từ đó, ta có thể kết luận rằng đảo quốc sư tử vẫn rất quan trọng với giao thương đường biển từ cổ chí kim cho tới hiện đại, rồi thì địa lý vẫn giúp cho nó bay xa. Đó là những nét về địa chính trị của Singapore. Do diện tích nhỏ, ít tài nguyên, nó không hình thành được một quốc gia từ sớm, và vị trí thuận lợi về mặt thương mại nên nó tiếp tục bị các thế lực kiểm soát trong phần lớn lịch sử. Sau khi giành độc lập, lãnh đạo quốc gia này đã biết tận dụng tối đa địa lý để đưa đất nước phát triển. Bạn nghĩ sao về quốc gia này? Hãy cho mình biết ở phần bình luận nhé. Hãy share và like nếu thích video này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.